phật dạy lành thay lành thay thiện hiện nên biết như lời ông nói hoặc bồ đề hoặc tát đỏa hoặc sắc vân vân bất khả đắc nên các bồ tát cũng bất khả đắc vì các bồ tát bất khả đắc nên sự tu hành bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc này thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên siêng năng tu học theo nghĩa trên phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào <laughs>